chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đến với kênh của Nhóc Cận. Bây giờ mình sẽ chơi Richter. Mùa này cực kỳ bá đạo luôn anh em. Richter thì mình đối đầu với Malok. Kìa kìa Mina kìa. Hai. Tốc biến. Chạy đâu cưng. Quyền nó là chuyên gia cắm trộm. In châu phải chê luôn. Đâu nữa? Mày bắt đi bạn. Chạy đâu ta? Ở đây nó còn tăng hình được kìa. Cái thế. Nguy hiểm quá. Tí nữa thì lên đường đếm số luôn. Rất là may.